Hello, chào mọi người nhé. Hôm nay mình review công việc làm của mình hôm nay. Giờ mình đã bước thuốc cũng đã xong rồi. Đấy, dưới kia tới đây luôn. Đây là người đồng hành, người anh em đồng hành của mình hôm nay. Cũng rất là vui. Cái bình này cũng rất là đẹp á mọi người nhé. Nhờ cái đó mà làm việc của mình hôm nay rất là khoảng 2 tiếng là xong. Hôm nay mình tiếp tục đi vào Tây Bắc nha mọi người. Yeah, đây là em Tây Bắc hôm nay. Anh em mình cùng xem nhé. Xuống dưới kia. Hôm nay tuy rằng rất là mệt nhưng mà cũng thấy rất vui vì cuộc sống mà, đúng không mọi người? Để mình xuống dưới này. Em kia đang kia bắp kìa, trồng bắp. Nãy mình trồng được bao nhiêu ký rồi? 2 ký rồi hả? 3 ký rồi à? Đất hôm nay, đất ở đây toàn là đá không nhá mọi người. Nè, mọi người cứ xem đi, toàn là đá không à. Đây, em nó đang trồng bắp, tỉa bắp á. Mọi người đi tí là đi xem cái loại giống bắp mình đang trồng nhé. Cái là giống bắp mới nha. Năm nay mới xuất hiện ở trong buôn làng của mình nhá. Giờ chúng ta đi xem đi. Ta đây là loại dòng bắp mình trồng năm nay này, loại này là loại mới nha, mà họ sản xuất 3 năm rồi á, nhưng mà năm nay mới xuất hiện tại ở chỗ mình này. Loại TK9191S dòng Ngô Lai F1 kháng các loại sâu, sau cái mùa thu, đến mùa thu hoạch xem cái loại giống này cây nó có được hay không ấy. Năm ngoái mình trồng loại giống bắp lai loại 838 nhé mọi người. Bây giờ năm nay là mình trồng thử cái loại mới này, có giống như 838 hay không. 838 năm ngoái cây nó khoảng 2m4, cao lắm á. Đây này, năm ngoái mình trồng này, 838 này, cây nó được hai, một cây được 2 trái luôn năm ngoái. Bây giờ mình trồng thử cái loại này, đến mùa thu hoạch thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nó như thế nào nhé. Đây, đất đây của mình toàn là đá không nè.
nhiều Bây đá. giờ mình đi đi hái trái ớt, giờ trưa rồi, giờ đang ăn cơm rồi nhé, đi hái ớt thôi. Chưa xong à? Đá ớt này, ớt chray này, ăn rất là cay. Đây đây, rất là cay luôn á. Ăn một trái thôi á, đừng ăn nhiều là đau bụng. Mình đang hái ớt này. Hôm nay mình phun thuốc rất mệt lắm.